Theo đó, việc thỏa thuận mua bán bào thai thực chất là tiền đề của hành vi mua bán người từ giai đoạn còn đang là bào thai, nhưng việc xử lý hành vi này lại chưa được pháp luật điều chỉnh. Việc đưa quy định nghiêm cấm hành vi mua bán bào thai vào luật phòng chống mua bán người sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền trẻ em, qua đó nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống mua bán người từ sớm, từ xa, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng quy định này vẫn chưa đủ vì hành vi mua bán bào thai có khi không nhằm mua bán trẻ em mà sử dụng mô tạng và mục đích phi nhân đạo khác. Trước đó, về mặt pháp lý thì chỉ được coi là người khi được sinh ra và còn sống. Tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra đang là thực tế đáng lo ngại, nhưng việc xử lý hành vi này lại chưa được pháp luật điều chỉnh.